Hi, chào các bạn. Sau cuộc hành trình đi tìm Titan TV Man mạnh nhất và Titan Speaker Man mạnh nhất, đã có rất nhiều ý kiến tích cực yêu cầu mình tiếp tục làm về Titan còn lại, đó chính là Cameraman. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện yêu cầu đó. Trước khi đi tìm Titan Cameraman mạnh nhất thì xin mời các bạn cùng xem thử Titan Cameraman nào xuất hiện trong ngày hôm nay. Ở vị trí số 1 đó chính là Titan Cameraman cơ bản, cũng chính là nhân vật chính lần đầu tiên xuất hiện trong series Skibidi Toilet. Trải qua cuộc chiến với rất nhiều quái vật bồn cầu, Titan Cameraman cơ bản cảm thấy bản thân của mình chưa được mạnh, nên cậu ta quyết định nâng cấp cơ thể của mình lần đầu tiên và sử dụng vũ khí là một cây búa, tạo ra hình tượng Upright Titan Cameraman V1. Sau khi có nhiều chiến tích và giết chết vô vàn quái vật bồn cầu, cũng thu được rất nhiều vũ khí từ tay của bọn chúng, thế là Titan Cameraman cũng nhanh chóng nâng cấp thêm một lần nữa, biến mình thành Upright Titan Cameraman V2 tay cầm kích điện, cũng như là Upright Titan Cameraman V3 tay cầm bình axit vậy. Tuy nhiên, một điều khủng khiếp đã xảy ra với nhân vật chính của chúng ta. Cậu ấy đã bị một thứ ký sinh trùng quái vật bồn cầu ký sinh và điều khiển. Lúc này chỉ có Titan TV Man và Titan Speaker Man đánh bại cậu ta, nhưng khiến cho cơ thể của cậu ta bị thương rất nặng. Sau đó, vì muốn cứu sống lại đồng đội của mình, họ cũng đã nhanh chóng tìm những vật liệu cao cấp nhất để nâng cấp, thay đổi và biến Titan Cameraman trở thành một thực thể Ultra Titan Cameraman V1 cầm kiếm. Nhưng kiếm không phải là sở trường của Titan Cameraman, nên cậu ấy đã chuyển sang dùng một cặp song chùy vô cùng uy lực và trở thành thực thể Ultra Titan Cameraman V2. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Lúc này thuộc hạ của Titan Cameraman, tức là những cameraman nhà khoa học, cũng đã nhanh chóng nghiên cứu ra những loại vũ khí mới, nào là kiếm ánh sáng, súng sáo nòng, và họ đã gắn lên người của chủ nhân mình để cho ra đời Ultra Titan Cameraman V3. Cho đến một khoảng thời gian dài, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một mảnh thiên thạch vô cùng lớn. Lúc này những thuộc hạ của Titan Cameraman đã đem về nghiên cứu và chế tạo ra một bộ áo giáp vô cùng cứng. Sau đó Titan Cameraman mang vào và trở thành Super Titan Cameraman. Cũng giống như những Titan trước mình đã làm, bên cạnh những nhân vật chính chuyện thì sẽ có những nhân vật ngoại chuyện. Titan Cameraman cũng vậy. Đầu tiên đó chính là Noel Titan Cameraman, là một trong bộ ba mà tác giả đã tạo ra mod để tri ân cảm ơn các fan vào đúng mùa Giáng sinh. Bên cạnh đó, loài TV Man cũng xuất hiện một số Titan vô cùng độc ác, điển hình là Devil Titan Cameraman trước mặt của các bạn đây. Hắn có một quá khứ vô cùng đau buồn đã khiến cho hắn thay đổi và trưởng thành trong sự căm thù, quyết giết chết chính loại cameraman của mình. Bên cạnh đó thì cũng có Zombie Titan Cameraman, tức là ở một vũ trụ song song thì Titan Cameraman không may bị dính một loại virus xác sống từ lũ quái vật bồn cầu, khiến cho cậu ấy trở nên điên loạn và quay lại tấn công ngược chính đồng loại của mình. Ngoài những nhân vật chính chuyện và ngoại chuyện thì còn có những Titan Cameraman fanmade, tức là do người chơi sáng tạo và chế ra để thay đổi hình dạng, kích thước và chiêu thức trở nên đẹp mắt, uy lực hơn. Đây, trước mặt của các bạn là một trong số bọn chúng, Big Boy Titan Cameraman. Kế tiếp là Future Titan Cameraman, là một thực thể siêu nâng cấp của Titan Cameraman ở thế giới tương lai bí ẩn. Và cuối cùng chính là một vị thần Titan Cameraman Medical. Thực thể này xuất thân từ một con cháu của Titan Cameraman, không may rớt xuống một cái vùng biển và được thủy thần Poseidon giúp đỡ, biến cậu ấy trở thành một vị thần. Vậy liệu trong đây ai sẽ là người mạnh nhất? Nào, giờ thì mời các bạn đến với trận chiến đầu tiên của vòng loại sơ cấp. Sự đối đầu giữa 4 nhân vật là Titan Cameraman cơ bản và Upright V1, V2 và V3. Nhanh chóng cho trận chiến bắt đầu ngay và luôn. Vừa mới xảy ra thôi thì cứ mỗi hai Titan bắt cặp lại với nhau. Chúng ta biết rằng
Nhưng Titan Cameraman, sức mạnh của bọn chúng là một luồng ánh sáng được chiếu từ cái ống kính Cameraman. Và bốn Titan của chúng ta, ai cũng có thể làm được điều đó. Ngoài ra, những upgrade Titan Cameraman V1, V2, bọn chúng còn có những chiêu thức khác đặc trưng sau khi được nâng cấp. Đây cũng là một thiệt thòi cho Titan Cameraman cơ bản. Kiki, thật tội nghiệp. Và không có gì bất ngờ, Titan Cameraman cơ bản là nhân vật nằm xuống đầu tiên. Chắc có lẽ cơ thể không được nâng cấp là quá thiệt thòi so với những upgrade Cameraman khác. Tiếp theo hình như là upgrade V1 cũng đã bị tan xác luôn rồi các bạn à. Giờ thì chỉ còn upgrade V2 và upgrade V3 mà thôi. Không biết trong hai bọn chúng ai sẽ là người bước vào vòng tiếp theo đây. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, ngang tài ngang sức, và cuối cùng cũng đã có kết quả. Xin chúc mừng upgrade Titan V2 cầm kích điện cũng đã chiến thắng. Trong trận chiến thứ hai ở vòng loại sơ cấp, mình cảm nhận được những Titan đối mặt lần này mạnh hơn rất nhiều. Đó chính là Ultra V1, V2, V3 và Super Titan Cameraman. Được rồi, bắt đầu luôn. Lần này không những có ánh sáng xanh, có lửa, còn có những vũ khí vô cùng sắc bén. Bên cạnh đó, các bạn có thể nhìn thấy Super Titan Cameraman kìa, còn có thể phóng ra là về nữa chứ. Quá lợi hại. Nhưng không biết trong số bọn chúng ai trâu bò nhất. Có lẽ một số bạn sẽ nghi ngờ rằng mình muốn Titan nào chiến thắng thì sẽ cho Titan đó máu trâu nhất hoặc là đem mạnh nhất, đúng không? Nhưng không, mình sẽ để tự nhiên, mod như thế nào thì mặc định sẽ như thế đó. Có thể sẽ khác so với trong phim, nên do vậy đầy bất ngờ và không lường trước. Cuối cùng trận thứ hai cũng đã có kết quả rồi, quá nhanh gọn. Sau chiến thắng của Ultra Titan V3 ở vòng loại thứ hai, thì bây giờ xin mời các bạn đến với vòng loại thứ ba, là cuộc đối mặt giữa những Titan Cameraman, Noel, Devil và Zombie. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng xem bọn chúng thể hiện sức mạnh, chiêu thức cũng như là khả năng chiến đấu máu trâu bò của mình nào. Ở vòng loại thứ ba này, có vẻ như trận chiến khá là im ắng, chỉ những đòn tấn công vật lý mà thôi, không có ánh sáng xanh hay cháy nổ. Trời đất ơi, chưa hết mà Devil Titan Cameraman đã chết rồi các bạn à. Chỉ còn lại hai thành viên là Noel và Zombie. Noel Titan TV Man, cố lên. Cái gì vậy? Tôi vừa mới cổ vũ chưa dứt câu đã chết mất tiêu rồi. Xin chúc mừng Zombie Cameraman. Bây giờ là vòng loại sơ cấp thứ 4. Có lẽ đây là vòng loại đặc biệt và toàn những Titan Cameraman cực kỳ mạnh mẽ. Kiki các bạn, chắc có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhiều thì các bạn biết ba Titan này là gì rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu cho bọn chúng so tài nào. Wow, đúng là quá ngoài mong đợi trong cuộc chiến ngày hôm nay. Lúc này Future Titan Cameraman cũng nhanh chóng bay lên cao và hóa thành thực thể màu xanh, chưởng rất nhiều ánh sáng xanh vào hai đối thủ của mình. Còn về phía của Big Boy Titan Cameraman cũng không hề kém cạnh. Kiki, Mythical Titan Cameraman một mình cân cả hai đối thủ luôn. Ở hai tập trước tìm ra những Titan TV Man và Speaker Man mạnh mẽ nhất thì toàn là Mythical Titan giành chiến thắng. Không biết trong tập ngày hôm nay lịch sử có lặp lại một lần nữa hay không. Kiki các bạn, đã có một Titan chết rồi, là Big Boy Titan Cameraman của tôi. Không, tôi rất thích nó. Nhìn nó mập địch giống như là một con heo vậy. Nhưng tại sao bây giờ nó lại thua trước chứ? Cố lên đi Future Titan Cameraman. Hãy hạ Mythical Titan Cameraman để không cho lịch sử lặp lại. Không! Không lẽ sự thật sẽ không bao giờ trốn tránh được hay sao? Mythical sẽ là chúa tể hay sao? Vậy thì chúng ta hãy đến với trận chung kết, là những Titan đã chiến thắng ở những vòng loại sơ cấp, để coi bọn chúng kẻ nào mới thật sự là kẻ tồn tại cuối cùng. Theo bản thân của tôi cố vũ ba Titan kia, Upray V3, Ultra V3 và Zombie Titan Cameraman. Chứ tôi không muốn Mythical giành chiến thắng một lần nào nữa đâu. Tôi không muốn lịch sử lặp lại. Tôi không muốn kết quả giống như là cuộc tìm kiếm kẻ mạnh nhất trong loài TV Man và loài Speaker Man.
Lúc này trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng, vẫn chưa có Titan nào nằm xuống cả. Cố lên, cố lên. Tôi tin rằng những Titan khác sẽ đánh bại được Titan thần thoại Cameraman. Không, có kẻ đã nằm xuống rồi. Titan thần thoại Medico thật sự quá mạnh. Mặc dù tôi không muốn nó chiến thắng, nhưng cuối cùng nó lại là kẻ chiến thắng.